dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15 tháng 3 năm 2021. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng đồng bằng trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ.